Chào mừng các bạn đã quay trở lại với STK TV. Và ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một mẫu cực kỳ dễ thương Hello Kitty. Chúng ta bắt đầu nhé. Để tạo được mẫu Hello Kitty, chúng ta cần có một quả bóng màu hồng, một quả bóng màu trắng, một quả bóng màu đỏ và một quả bóng màu xanh. Cộng thêm một quả bóng trái tim màu trắng các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu hồng lên trước. Quả bóng màu hồng chúng ta sẽ thổi khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng hai ngón tay. Đây, hai tay nhỏ cột lại và chúng ta tạo khóa. Tiếp theo chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 6 ngón tay và tạo hai khóa tương tự bên này. Chúng ta cũng tạo một đoạn 6 ngón tay bằng đoạn này và chúng ta đưa đây. Tiếp theo chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 4 ngón tay và một quả nho, hai ngón tay, một đoạn khoảng 4 ngón tay và đoạn này và qua đây. Và quả nho này chúng ta sẽ tạo khóa các nhỉ. Tiếp tục lên đây ta sẽ tạo một đoạn 4 ngón tay bằng cái đoạn này và tạo thêm một đoạn bằng đoạn này cột vào đây. Thấy các bạn đấy, 4 ngón tay quấn vào đây. Đây, đoạn 4 ngón tay quấn vào đây. Phần dư này chúng ta ngắt bỏ túi các bạn nhé. Rồi chúng ta giấu cái mối bóng này. Tiếp theo có ta thổi quả bóng màu trắng lên khoảng nửa quả các bạn nhé. Rồi chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 4 ngón tay. Bên này một vòng tròn 4 ngón tay tương tự. Đúng này. Ta dùng đây. Ta sẽ quật vào đây. Bằng cách chúng ta kéo căng cái khóa này lên các bạn. Tì một cái sát vô và tay này kéo khóa lên. Ta quay. Đây ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay và hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 1 ngón tay. Ta dùng đầu này ta luồn qua khe hở này. Rồi tiếp theo chúng ta bẻ sang đây. Chúng ta cột vô khóa này, khóa màu hồng này. Ở đây chúng ta tạo cũng một khóa và hai ngón tay. Ở đây tạo khóa rất là khó nên các bạn bóp mềm các bạn nhé. Đây. Một cái từ sát. Tiếp theo
nào chúng ta thổi vào bóng màu của bóng trái tim màu trắng này lên. Quả bóng trái tim này chúng ta thổi làm sao để cân đối với cái thân hình của Kitty các bạn nhé. Đây, chúng ta nhét vào đây và lấy cái tay cột vào điểm này. Đây đó. Tiếp theo chúng ta làm cái nơ cho mèo Kitty bằng màu xanh. Đây chúng tôi khoảng nửa quả thôi. Cái nơ chúng ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 3 ngón tay. Vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Bên đây tương tự. Đây chúng ta làm hai cái khóa. Một cái khóa. Bên đây chúng ta cũng làm một cái khóa, khoảng hai ngón tay thôi nha. Bỏ túi. Đây. Ta dùng, chúng ta sẽ cột vào cái tay này. Chúng ta dùng cái tay này. Chúng ta sẽ cột vào cái này. Ta thổi vào bóng màu đỏ lên. Ta thổi vào bóng màu đỏ trở lại một đoạn khoảng 4 tay. Bây giờ chúng ta sẽ cột từ đây. Cột chung là và đây là chúng ta làm trái tim các bạn nhé. Chia đôi đầu này ra. Ta cầm đây. Chúng ta xoay. Đưa này vô cầm. Và bàn căng này chúng ta làm. Bên này tương tự. Ta thả ra chúng ta đã có một trái tim. Đây chúng ta sẽ bóp này ra. Và ta sẽ gắn cái tim này vô các bạn nhé. Bùng. Ta gắn vào cái dưới này. Nhét thật sát cho ta các bạn nhé. Cho Hello Kitty. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành một bạn mèo Hello Kitty. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.